Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Tiền sư nó nhà thằng nào đầu năm đầu tháng mở cái bài nghe buồn chết người. Gớm, nó thấy mình ngồi trước cổng chùa nó mở ngay cái bài con nhà nghèo, gớm thật. Sao mùng một Tết mà cái chùa này vắng thế nhỉ? Mà đưa lối quỷ dẫn đường thế nào hôm nay lại chọn ngay cái chùa này, nó vắng như cái chùa Bà Đanh ấy. Chả có ai lai vãng lên đây, không khéo ngày hôm nay thu nhập chả được bao nhiêu. Gớm vất vả thế. Ôi, con lạy ông đi qua, con lạy bà đi nãy, Nam ơn Nam Phước ngựa tay bố thi, cho con vất vả đoạn trường cam qua trong cuộc sống này. Con này nó không có quả tim này. Van nài như thế mà nó vẫn lơ đỉnh, nó đi, nó nhìn mình bằng cái khóe mắt như thế nào ấy. Chúc mẹ chồng gọng đi ơi. Còn nãy ông đi qua, nãy bà đi nãy, Nam ơn Nam Phước bố thì bà ơi, vất vả quanh năm chả đủ ăn bà. Con chào bà. Mày kêu tao hả? Ô, hay nhỉ, ở đây chỉ có mỗi hai người, con không gọi bà, con gọi ma. Ôi, con xin lỗi bà. Vâng, bà làm ơn nạp phúc bô thi. Mày đừng có giỡn mặt tao nha mày. Mặt tao vậy mà thèm nói chuyện với mặt mày hả? Quên đi con. Bà ơi, đi đâu sớm thế, chồng mong con khóc gì mà đi sớm thế. Bà dừng chân cho con hỏi vài câu. Hên cho mày đó, bữa nay tao ăn chay, tao dễ tánh đó nghe con. Bữa mà tao ăn mặn, mà tao ăn mắm sống rồi, mày tan xác mày nãy giờ với tao rồi mày. À mà chắc mày ở đâu, mày mới tới đây, mày không biết danh tao hả? Nguy tao sớm chùa này á, là dữ dội lắm á, người giàu gặp tao còn khó, nói chuyện người nghèo như mày. Vâng, con xin lỗi bà, nhưng mà con là người phàm mắt thịt, con không biết uy danh của bà. Nhưng mà cổ nhân mình có câu giận gần chết ngày Tết cũng thôi, nên con quấy quả muốn hỏi bà vài điều vậy mà. Nè, đừng có giỡn mặt mày. Tao long trọng giới thiệu cho mày biết á, tao là bà Năm Sừng Trâu nè. Chuyên cho dai ăn lời, ở đây ai cũng phải nể mặt tao hết trơn á mày. Dạ thưa bà, đầu năm bà nói như thế là con không biết sừng trâu sừng bò, con chả khe. Nhưng mà con chỉ muốn là con nói chuyện với bà vài câu, bà đừng giận con, đầu năm mà con vui rồi. Thôi thôi thôi, nói gì nói đại đi, mệt quá. Bà ơi, con người bà phố pháp như thế, chắc là bà sống nhân đức lắm rồi mới cho bà thân hình nở nang thế bà nhỉ. Mày đừng thấy tao hiền mà không hận tao nha mày. Này bà ơi, ở đây giữa đường giữa xá, trước chùa trước miễu, bà không nên gọi con bằng mày. Người ta gọi bà là có chừng người ta đi ngang, người ta đánh giá bà là con người thiếu văn hóa. Mà nói cái câu dâng giang mình hay gọi, người ta hay gọi là mất dạy đấy không? Cái thằng này nó mất dạy thiệt. Mày ăn mày, tao không kêu mày bằng mày, không lẽ tao kêu mày bằng nội mày? Ô, bà nói như thế là bà không nghiên cứu về sách vở rồi. Ấy thế không khéo bà thiếu văn hóa thật rồi. Tại vì ngày xưa mình có cái câu như thế này này: chó nào chó sủa lỗ không, chả thằng ăn trộm cũng ông ăn mày. Chỉ có ăn trộm người ta mới gọi bằng thằng thôi, ăn mày là người ta gọi bằng ông hết. Ăn mày cũng văn chương dạy đời nữa. Thôi được, ngày tư ngày Tết tao hỉ xả cho mày đó. Rồi nói gì nói đi ông nội. Vâng, bà ơi, ông mà mình có câu lá lành đùm lá rách đùm lá nát nó đùm cái lá tả tơi. Không lẽ bà thấy con tả tơi thế này bà không đùm con lại sao bà? Tao mới xuống chùa mời đồng bạc rồi. Ôi, cái câu này hay nhất này: dù chơi chín bật phù đồ không bằng làm phúc cứu cho một người. Bà cho chùa bao nhiêu cũng không đủ, bà cứu mình con là coi như bà cho chín cái chùa rồi. Làm qua, ơn tao tay. Mới cứu trợ nặng lụt hết 10 đồng bạc rồi. Bảo Katina đó, tao cứu hết 10 đồng rồi. Sáng nay tao cúng chùa 10 đồng nữa, bây giờ gặp mày nữa. Trời, nhà nào tao cũng làm phước kiểu này, tao bán nhà tao ăn sao? Nhưng mà thôi, coi như tao hy sinh nữa nè. Vâng, cảm ơn bà. Tết nhất của tao hy sinh nè, lì xì với mày 2 đồng ăn Tết nè. Chúc. Bà ơi, bà thương cho chót.
Thế bà cho con nhiều nhiều tí, bà cho 2 đồng trả đủ mua bó rau muống thôi, thôi con không lấy giả lại bà đây. Ăn cho... mày mà ra giá nữa, tiền tao tao muốn cho nhiều tao cho chứ. Trời đất ơi, thằng này nó chảnh thiệt đó nha. Lấy kiểu này mang nhục lắm. Đây, cảm ơn. Ăn mày thì ăn mày, vẫn có nguyên tắc của thằng ăn mày. Đây bà không nhìn thấy donation minimum $10. Ăn mày nó cũng phải có cái danh dự của thằng ăn mày chứ bà. Danh dự? Danh dự mấy thằng làm biến danh danh dự gì? Ô thế là bà không, bà xem phim tàu nhiều bà không để ý à? Bà có xem chuyện Kim Dung sao không? Trong Võ Lâm Ngũ Bá cái ban là gì? Cái ban là một trong những môn môn võ mà ban phái lớn nhất Trung Hoa. Mà cái ban là ai? Là ăn mày. Ăn mày là ai? It's me. Rồi bây giờ mày muốn cái gì? Bây giờ bà cho thì bà cho nhiều nhiều thôi, cứ giả lại bà đây thôi. Thôi sẵn rồi con cho bà luôn 3 đồng đi, bà ăn phở đi. Tại sao taxi của hôn như mày 10 đồng này mệt quá đi. Bà ơi, ông bà mình có câu cách cho hơn của đem cho. Bà cho bà phải tươi cười lên, bà cho như thế ai mà lấy. Con tự ái con không bao giờ con lấy. Cứ bà cho tiền bà phải cười tươi như thế này thì mặt bà cứ hầm hầm như thịt bằm nấu cháo, thế ai mà lấy. Mất tiền tôi phải cười nữa. Được, sao cười? Vâng, phải cười. Mà không được, với 100 không có tiền lẻ mày ơi. Ôi cái đấy thì bà không cần lo, con thối bà 90. Mà có không? Ôi bà yên tâm, mình business mình phải đem hàng theo thối chứ. Chưa thấy thằng mày nào như thằng này hết trơn. Bà ngồi gì? Xuống đây bà chờ lẻ con tiếp. Tôi về gấp mà. Từ từ để con lại thối cho bà gấp. Nhanh lên đi. Không có tờ 10 đồng đấy, con phải lựa. Đọc ta. Cái tay con nó đau quá gấp. Bà nâng hộ con cái tay ra. Thôi đi, tết nhất mắt bà nâng tay quẹ mày, nó dẹp đi mày. Không sao đâu, con mới móc cái túi được. Cái này con để bên túi bên này. Gớm bà ơi, sao bà khó khăn với con ạ? À? Sao nó vướng thế nhỉ? Chưa lâu quá đi. Hả? Cái gì vậy? Hả? Trời đất ơi, mày quẹ giả hả mày? Mày lường gạt tao mày? Không phải, con không muốn lường gạt bà này. Nó đau sơ sơ thôi mà vác vào này người ta thấy thương tâm đấy. Đấy là chiêu thức của anh mày. Trời, có tiền nó nhiều cái chưa kìa. Cái này nó cũng không có. Ôi trời ơi, nó có máy đếm tiền nên trời đất ơi. Bà chờ con tí, bà chờ. Cái gì vậy? Chết. Phone phải không? Trời mày... ăn mày có phone tay nữa trời. Có chứ, ăn mày cũng business mà. Ngày nào ông ra đây ngồi đấy là nghề của mình rồi. Alo, ZZ mình đấy hả? Anh đây. Ừ, đang có khách hàng. Thế nào? Rồi nhận xong hết rồi, cái vỏ 4.000 thôi nhá. Đừng, anh nhận cái hột đấy vào cái vỏ kia 4.000 thôi. Mua rẻ rẻ, cái rẻ rẻ thôi, ừ. Không, mùng 1 Tết là Tết Việt Nam mà. Shopping nó vẫn mở cửa. Ừ, chiều anh lấy cho mình, tối chúng mình đi chơi. Ừ, cái giỏ Gucci 3.500 đây. Chiều nay xin là đủ luôn. Ừ, sao? Cho vé đi xem đại nhạc hội á hả? Hả? Thôi cho vé bình thường giả lại, ông ấy đi quăng giả lại. Gớm, hai vợ chồng mình mua 2 cái vé VIP 600, coi vô tư. Ừ, thôi ở nhà nhá, mở mực, hộp mực sen với lại mở mấy giò thủ, giò lụa rồi ra, rồi mở cái bánh trưng ra chờ tôi về ăn nhá. Ừ, thế nhá, bye bye Hurley. Ok, bye bye. Còn vợ, gấp. Tao thấy mày ăn mày mà mày giàu quá, mày cưng vợ mày quá ha. Mua bóp Gucci rồi hộp xoàn á. Vâng vâng. Mày mà chịu tao, tao cũng chịu mày. Trả số tiền lẻ lẻ đi. Mà tao nói mày nghe, tiền mày nhiều quá trời, mày nhiều hơn tao nên mày đi ăn mày chi vậy? Nói bà thương, không phải là con cái nghiệp ăn mày bà. Đây này, bà biết không, con này cũng tính mua cái nhà để đi ra đi vào. Ừ. Để cho nó có chỗ chui ra chui vào ấy. Ừ. Nhưng mà vất vả là tại tiền lãi nhà băng nó cao quá, con muốn pay off luôn. Đấy, thành thử dáng ngồi lết vài tháng ấy. Lãi nhà băng mà cao gì? Tao cho vay mới cao.
Nhà băng á lấy từ năm, tao á tính từ tháng. Một tháng á tao cho vay 1.000 á là tháng sau phải đưa tao 1.200. Ôi bà ăn lời cắt cổ thế à? Vậy chứ sao? Mà bà biết không, làm cái này nó cũng vất vả lắm bà ơi. Bà ăn lái như thế, bà biết ngày xưa con đâu có ngồi thế này. Ngày xưa đấy, cái nghề này là chỉ nghề tay trái của con thôi. Nghề ăn chánh của mày là nghề gì? Ăn cướp. Hả? Ngày xưa con ăn cướp. Nhưng mà sau mấy lần con đi vào chùa con rồi, con nằm con suy nghĩ, con vắt tay lên trán, thế mình ăn cướp đến lúc nào? Đấy, ngày xưa mình còn to con, mình còn cướp được gớm. Bây giờ cứ như con nhái nó vật một phát chết mẹ nó rồi. Thế là bây đây đấy, ngày xưa đấy, cái bản này con xài 20 năm rồi. Gớm, ngày xưa chủ trương của con là thà ăn cướp hơn ăn mày. Bây giờ cảm thấy my body không được ăn cướp được nữa, đổi sang ăn mày hơn ăn cướp. Mình cũng phải sám hối chứ bà gớm. Thì tao á, cho dai cũng là ăn tay trái thôi. Thế ăn chính của bà là ăn gì? Ăn welfare. Ủa? Tao nói thiệt với mày hả, cái nghề cho dai cũng cực lắm, không có sướng ít gì đâu. Nhiều bữa hả, một tay lái xe, một tay ôm con. Bà có chồng còn con mọn thế hả? Ôm con dao á. Trời đất ơi, nó giật nợ tao, tao rượt nó tao đòi nợ. Nó không trả tao xiết đồ nó, tao xiết đồ không được, tao có dao sẵn tao xả nó. Chứ đâu có sướng như mày ngồi mình một chỗ gì đâu. Bà ơi, thế là con biết rồi. Thế là bà tại bà cho vay lấy lãi cao thế, thành thử ra người ta mới đặt bà là năm sừng trâu đó, đúng không? Không phải. Nói cái chuyện này tao vừa vui tao vừa buồn. Mày biết không, tao hồi đó tao dưới quê á, năm 17 tuổi á, nhà tao nghèo lắm, tao phải đi chăn trâu. Mà được con cái nha, tao nói tao đẹp, trời đất ơi, tao đẹp sắc nước hương trời vậy mày ơi. Tao nhớ bữa đó tao mới ra khỏi nhà, năm đúng sinh nhật 17 tuổi nghe, tao mới bước ra khỏi nhà, tao nói chim nó rớt bịch bịch đột 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 đột, nó chết trước mặt tao vậy mày. Cái tao ra ngoài hầu cá, tao cho cá ăn, không con cá nào dám mà mình moi lên để nó ăn hết trơn, nó lặn hết trơn rồi mày ơi. Tao thấy bà kinh khủng quá, nó chết hết hả? Đâu phải, nhan sắc á, tao thuộc loại là chim sa cá lặn đó, mày hiểu chưa? Nhưng mà tao coi kiểu này nè, tao nhớ đời đời mày ơi. Tao đẹp đó nữa mà trâu mày đồng nó còn mê tao mà. Mày biết không, con trâu đó nó có dòm tao, tao để ý nó một cái sừng, cái thẹo nhỏ nhỏ trên trán đó, tao để ý nó mà. Cái lâu lâu nó dòm tao, tao biết mắt nó muốn gì nữa. Tao biết rồi, làm sao tao chịu nó được mày. Mày biết không, cái bữa đó nó chịu không nổi hay sao á, nó cứ nhầm cái bụng tao mà nó hút vô mày ơi. Cái tao quýnh quá không biết sao, tao bẻ hai cái sừng luôn, tao quật quật quật, trời ơi, tao nói nó chết tươi mày. Từ đó tao có tên cô năm sừng trâu luôn. Mà cũng nhờ vậy tao ế luôn tới giờ. Trai trong làng đâu ai dám dòm tới tao đâu à. Mày biết không, trâu tao còn giật chết không như người. Còn mày, mày bảnh trai quá, mày đi ăn cướp gì vậy? Ăn cướp là ngày xưa, bây giờ con ăn mày. Bạn trai thì bạn trai chứ, con nói bà nghe đấy. Thì thấy mình sám hối thôi, thà mình đi ăn mày sướng hơn, làm ăn cướp vất vả quá. Tự nhiên đứng trước cửa chùa, tao cũng thấy tao muốn sám hối mày ơi. Tại tao cho dai lời cắt cổ khác gì đi ăn cướp, mày thấy không? Đúng rồi, đây bởi này, vậy? Con nói bà nghe này, cái sao? Nghề ăn cướp ấy, của con với bà là đồng nghiệp. Bà cũng ăn cướp, nhưng bà ăn cướp không cần dùng súng đạn thôi, bà hiểu không? Cho vay ăn lời cắt cổ giống ăn cướp thôi à. Đúng vậy. Bởi vậy lâu lâu tao phải lên chùa tao sám hối nè. Tại ra cửa chùa nè, lúc nào cũng động mở, mình có lòng á, Phật không có bỏ mình. Tao thấy ăn ở sở lợi á, ông trời ông gửi ông cho. Ông cho mình phải xài nha mày, mày đừng có hà tiện rồi nha. Tao dặn mày đừng có hà tiện, mày phải xài nghe chưa. Mày hà tiện, ông lấy lợi mấy hồi đó. Thành ra mỗi lần tao kiếm được 1.000 đô hả, thế nào tao nói bận cái gì tao bỏ hết á. Tao lên chùa, tao cúng 5 phần. Ôi thế bà tốt quá rồi, bà kiếm được 1.000 bà cúng vào chùa 500, thế là phước đức đầy nha nhỉ. 5 đồng. Cho bà mới bảo bà cúng 5 phần. 5 phần ngàn. Thì 5 đồng phải sao? Cái gì mà dòm tao? Bộ mày không tính tiền tao trước khi tao đi ra khỏi nhà tao, tao lên chùa tao phải đi ăn sáng hả? Mày không tính tiền tao lái xe tao hay đổ xăng hao tiền xăng hả? Mày không tính tiền tao ra đi lên mấy cái bậc thang này nè, nó hao dài hao dép tao hả? Mày không tính tiền tao quần áo hả? Mày không tính tiền tao khát nước tao mua chai nước tao uống rồi, mày không có tính tiền tao là mùa giấy gì đó, khăn giấy tao lao lên mặt tao hả? Tính ra cũng mấy chục bạc chứ mày tưởng hả? Gớm với Phật Thánh mà bà còn tính thế, thảo nào bà cho con 10 đồng mặt bà cứ kinh khủng á. Phật á, mà tao cũng có 5 đồng mà. Cái bản mặt mày á, tao giọng vô họng mày đắp bồ. 10 đồng bạc mày muốn gì mày xỉa xói tao hoài vậy? Đâu có xỉa xói gì đâu. Con tìm tiền con thối cho bà.
Lẹ lẹ đi tôi về. Rớm đem tiền mặt trong người. Bà lấy cái tay. Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại, làm ơn làm phước bố thí cho con. Xin đồng cảm ơn anh đẹp gái, chị đẹp gái. Chúc giời ban phúc. Bà thấy bố thiên sư nhà nó xin như thế mà chảy cả nước mồm nước dãi ra, mà nó nhìn xong nó thọt thọt trong túi, xong rồi con kia nó khều xong thằng nó đi. Gớm, mày không có tiền mày dẫn bồ mày đi chơi làm gì? Làm đeo và vất vả thôi bà. Lẹ đi. Đây để tiền mặt trong người đây. Gớm, bà thấy không? Người đâu của đấy bà. Bao nhiêu tiền con mang theo hết. Không thèm gửi nhà băng. Sao mày không gửi nhà băng cho an toàn? Gớm, nhà băng có an toàn. Bố mày không sợ ăn cướp hả? Trời ơi, mà mày là ăn cướp rồi mày còn sợ ai nữa? Đúng rồi, bởi thế con mới giữ tiền trong người đấy. Thì gửi bà nhà biết băng không? Đi. Ủa, nhà băng không quan trọng đâu, nhà băng không ăn thua gì. Sao vậy? Ông bà mình có câu người đâu của đấy, đấy đồng tiền nó đi liền khúc ruột. Đấy, bà hiểu không? Thế nhà băng làm gì chắc chắn đây 8 cái casino ở bên Mississippi đấy, nó chứa bạc tỷ, chỉ một trận bão Katrina nó đưa mẹ nó hết ra biển rồi. Bây giờ thằng tỷ phú nó còn không có tiền bằng con đây này. Mấy chủ casino giờ chết hết. Mày nói nhiều quá, thôi thì tao lại đi. Thằng này nó kiếm trước nó câm, sao kiếm mày nói quá trời quá đất vậy mày đi. Không chuyện gì mà cứ ngồi đếm tiền hoài. Đây. Đây con gửi là bà 90. Đây chúc bà làm ăn may mắn phát tài bà nhá. Đừng có rủa xả tao nghe. Không ai rủa bà đâu. Thôi tao đi đó. Vâng. Cái gì? Tính cho thêm à? Cho thêm cái gì? Welcome. Một bữa mày rủa người ta dữ lắm mà. Sao hôm nay mày không rủa tao nữa? Cô ơi, nảm ơn Nam Phúc bố thí cho kẻ tật nguyện một đồng à, kiếm thêm tiền chiều mua con heo sữa. Lấy dùm con. Cảm ơn. Cảm ơn cô. Có chồng cô nhá. Lúc nãy rủa lộn. Ê, tao thấy mày làm ăn mày tao ham quá à. Mày ngồi chút xíu, mày nào tốn chút xíu nước miếng mày kiếm hai chục. Bây giờ tao ngồi trước cửa chùa, tự nhiên tao thấy lương tâm tao cắn rứt. Thành ra tao á tính đổi nghề. Thôi bà đang sang trọng này, bà đổi nghề ăn mày ai xem. Sao mày biết tao đổi nghề ăn mày hay vậy? Thế bà tính đổi nghề chỉ có thể bà nhìn thấy con làm ăn khấm khá, bà tính đổi nghề ăn mày gì? Đúng mà, tao nói mày nghe, mày chỉ tao được không? Bây giờ tao tính bỏ nghề cho gian lời cắt cổ rồi đó. Không, con nói bà nghe này này, làm ăn mày ấy không phải là có tài mà phải có duyên nữa. Duyên? Bà có duyên bà xin người ta mới cho, không có duyên nó chửi trong mặt ấy. Thì giờ mày dạy tao đi, sao tao biết được ăn mày? Tao nào giờ tao đâu có quen đi ăn mày như mày đâu. Không, nếu mày mà chỉ bà, nghề cho tao đi. Bà muốn như thế thì con tận tình chỉ bảo cho bà. Chỉ nhưng mà đi. Bây giờ bà phải rehearsal trước cho con xem. Trời, ăn mày có rehearsal nữa là sao? Thực phải tập thử à? Thực tập cho xem. Rồi, mày giờ mày chỉ có tao thiếu đi. Ăn mày không chứ gớm, nhiều khi ngồi không ai cho. Bây giờ mình xin, mình động lòng người ta gì? Vâng, động lòng á. Lại ông đi qua, lại bà đi lại cho một đồng ăn cơm. Cảm động không? Gì mà dòm tao? Tao xin rồi hay vậy mà sao mày dòm tao? Bà nhìn trong ánh mắt con có một tia nào cảm động không? Mặt mày chai quá, mày cảm động gì? Xin xong nó cứ đơ như tượng ấy. Chứ sao? Bà cứ xin mà bà cứ như đào hát thế ai mà cho. Cái này bà phải xin như con này vất vả mà giọng mình phải vật vờ lên này này. Nằm này. Hiểu chưa? Phải nằm vật vưởng ra thế này. Nói mà như cái dòng mà ai bóp cổ hết hơi ấy. Rồi. Nằm sao? Này ông đi qua. Này bà đi. Thôi đi. Nói đàng hoàng, nói rặn từng câu thôi đâu tao rặn như mày. Mày thì rặn á, mày rặn theo kiểu chèo cổ. Tao ăn xin theo kiểu cải lương sao giống mày được. Giờ mày chỉ tao đi. Mày luyện cho tao đàng hoàng đi. Bà quyết định như thế hả? Quyết định, tao từ nay tao phải đi ăn mày. Tao thấy tiền tao mê quá rồi. Chưa có ai mà chọn cái nghề kinh khủng như bà này. Em tưởng là có mình em chứ good idea đấy. Mà em nói nghe này. Thế một ngày ấy, nói thật sự ra đây này, bà biết thu nhập một ngày bao nhiêu không? Đây, bà muốn thì con chỉ cho bà tận tình. Bao nhiêu? Nhiều khi mèo mù vớ cá rán ngày kiếm được 200. 200 đô la hả? Chứ không nhớ 200 gì, 200 tiền âm phủ à. Trời ơi, 200 đô, một tháng 6.000, không có vốn, không đóng thuế luôn. Trời ơi, được, từ
từ nay tao theo mày, tao đi ăn mày luôn. Bà quyết định như thế? Quyết định. Con nói bà nghe, đây là bắt đầu nhảy vào lĩnh vực business. Ừ. Con truyền nghề cho bà. Ừ. Bà dáng bà vật vờ vật vướng, bà lăn lộn như thế nào con không cần biết. À. Mỗi ngày bà đóng con 40%. Đấy, trong business người ta gọi là chia tứ lục. Bà vất vả lăn lộn kêu gào kêu khóc, bà ăn 60, con ở nhà con ăn 4 thôi. Nè, mày nhìn kỹ tao nghe. Tao cho vay có 20% á, mày nói tao cắt cổ người ta. Bây giờ mày nhìn tao đi nghe, mày đòi tao 40%. Mày nhìn tao chừa cái cổ tao ra thôi, từ trên xuống dưới mày muốn cắt cái gì mày cắt mẹ nó đi. 40% vô đồ gian ác. Tao móc mắt bây giờ cái gì? Đồ gian ác à? Vậy mà mở miệng ra nói đạo đức, đồ xảo trá, đồ xảo ke. Bởi vậy tao nói có giàu á, cũng trời cũng ngồi cho ngồi lết qua đích lợi vậy hà. Bà. Vậy? Công nhận 12 bà mụ có thời gian ngồi nặng đẹp bà như tượng ấy nhỉ? Cứ bà càng chửi cái mồm bà càng đẹp gớm, sao người nào mà chửi mà mồm xinh thế cơ lị. Ôi giời ơi, bà chửi cái nốt ruồi bà nó cứ bay lên bay xuống, bay lên bay xuống. Ôi xinh kinh khủng luôn đấy. Đây, đầu năm đầu tháng bà đừng chửi như thế nha. Gớm, bà cho tiền ai bà phải vui vẻ. Đấy, bà cho tiền mà bà cứ lầm bầm như thế. Đấy, cái chùa này linh lắm. Gì linh? Gớm, hôm qua có con mẹ kia cho con có 1 đồng thôi. Bà chửi quá trời luôn, xong vừa bước chân ra đường xe cán mẹ què ai rồi. Mày nói thiệt mày nghe ớn thôi. Ừ, bây giờ không những bà cho 10 đồng mà bà cho con 100 bà vẫn phải cười. À, dân cụ 100 đó. Như thế phước nó vào nhà. Mày tại sao mày đòi tao 10 đồng? Mày cứ ăn xin mày donation 10 đồng là sao? Ôi, nguyên tắc mà. Thôi tắc, đây. Lần sau rồi đi. Lần sau đi tin đi xin rồi biết. Thôi, chúc bà vui vẻ may mắn với bà nhé. Tao nói mày nghe. Hồi 17 tuổi tới giờ, từ lúc mà ví dụ năm sừng trâu tới giờ đâu có ai khen tao đâu. Giờ có mình mày khen năm. Thành ra năm thấy năm cũng. Tại mày nhỏ tuổi với mày có vợ rồi chứ. Mày lớn lớn năm ngồi tao năm lết với mày luôn. Nó chơi mày, nó tao về đó ha. Thôi chung năm gặp nhiều may mắn năm nha. Vạn sự như ý nha, nhớ kiếm tiền nhiều nhiều nha. Tết năm sau tao lại tao thưởng cho mày 10 đồng nữa ha. Rồi hẹn đến năm sau kìa. Thôi chung năm mau có chồng năm nha. Thôi con dọn hàng năm ơi. Thôi em về thôi. Consulting Group, văn phòng chuyên nghiệp về di trú. À, nhớ rồi, cái văn phòng này là con mình nó bảo lãnh mình qua đây mà. Qua cái văn phòng này tốt đó. Nhưng mà bảo lãnh qua thì nhanh, nhưng mà thằng con mình nó làm cho mình buồn quá. Alo. Tao không cần mày quan tâm nha. Tao nói thiệt với mày á, cái điều tao sai lầm nhất trong cuộc đời tao á là để mày bảo lãnh qua đây ha. Cái gì? Mày đừng có nói nhiều. Mày cứ nhìn lên bàn kiếm cái bức tâm thơ của tao ha, rồi coi đó, rồi ngủ ngon đi nha con. Đừng có nhớ gì tới thằng già này hết á. Cái gì? Không có tình cảm đâu mày. Thơ chửi đó. Vậy đi nha. Không biết con cái nhà ai mà mất dạy. Ủa, mình đẻ ra nó mà. Thiệt là tức. Hồi sáng á, mình giận, hùng hổ bỏ đi. Bây giờ ra đường, tính vô nursing home này, xin ở đây.
Sao giờ thấy trời lạnh, thấy nhót nhót. Tiền bạc thì không có bao nhiêu. Ước gì bây giờ, tự nhiên, ông trời cũng cho mình một gói tiền, một túi tiền, sống qua ngày cũng đỡ. Cái gì vậy? Hả? Trời ơi! Còn gì nữa đó hả? Trời ơi! Có rồi! Cảm ơn trời! Cảm ơn trời! Tiền! Có gì đó? Ăn cướp hả mày? Ăn cướp hả? Mày! 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 Mày nhìn lại coi, bà đỡ kêu trên nó ai hiếp mày? Ồ, à, hiếp. Hiếp một con khỉ, tôi lại đâu mà kêu heo. À, ông ăn cướp vào tôi. Cướp cái gì? Cái túi đồ đó, tôi thấy ai quăng ở trên cái nóc này mà. Cái gì hả? Xin lỗi. Xuống đi, tự nhiên trong phóng ra như ngựa vậy đó. Tôi nhúng như chơi thú nhúng vậy má. Xuống đi. Chính mẹ sao giờ xuống không được. Sao vậy? Nó kẹt kẹt cái gì vậy ông nội ơi? Lấy coi nó bị kẹt cái gì vậy? Ây à, ây à. Cái pẹt mơ ti á. Trời ơi, bà vô duyên quá. Tự nhiên ở đâu nhào ra có thằng cướp. Xin lỗi. Hả? Chị biết tới chưa? Biết hả? Ừ. Dữ là tôi cũng mới tới, tôi không biết nữa. Đỡ tôi dậy coi. Điện thoại mấy đứa nhỏ không đứa nào nghe máy hết. Trời ơi. Năm muốn chết. Chết rồi. Bà già đúng rồi. Chết rồi. Bà già đúng rồi. Tôi đi nha. Ê ê ê. Bà. Trời ơi, bà đi, để cái túi này lại. Chị Mừng gọi đại bàng, Dạ, đã bắt được bà lão, dạ, bắt được bà lão rồi, dạ. Cái gì trong này đây? Trời ơi, cái gì nữa vậy? Bắt được, đứng lại. Trời ơi, bữa nay là cái ngày gì mà toàn bị gái đè không mà trời. Đứng lại. Cái gì, tôi có chạy đâu mà đứng. Lật lên. Kẹp vậy cho chắc ăn. Nhĩ sợ má rồi. Trời ơi, trời ơi, thằng ơi, tôi đâu rồi? Trời ơi, trời ơi, bà kẹp, anh chết tôi rồi. Ây, bà làm cái gì vậy? Bà ơi, con bắt được bà rồi. Bà cái con khỉ, tao là ông mà. Trời ơi, ủa ông mà sao giọng eo eo vậy? Trời ơi, bà kẹp chiều này sao tao nói được giọng đàn ông mày? Vậy hả? Đâu buông mặt ra coi. Hả? Người đàn bà có râu. Mày vô duyên. Dạ. Có đàn ông với đàn bà đâu. Dạ bác con xin lỗi bác. Dạ. Xuống. Dạ. Xuống, bố xuống lại lên. Bác đợi con. Ừ. Trời ơi. Ây da. Cái gì nữa? Dạ kẹt bác ơi. Kẹt có phẹt mua tia phải không? Dạ đúng rồi bác ơi. Để tao gỡ cho. Dạ trời ơi. Ây da. Ây da. Ây da. Ây da. Ây trời ơi. Trời ơi. Trời ơi cái quần gì mà kỳ cục vậy trời. Trời ơi. Trời ơi làm tao nó ở nhào vô dễ mà thoát ra khó quá hà. Rồi, bác tự đứng lên đi bác. À, bị hai cú đứng không nổi mày ơi. Bác đứng lên được không bác? Dạ, bây giờ xìu lên không nổi. Là ý bác nói sao? Tao mệt lắm rồi, đứng không nổi. Dạ, già xìu dễ mà lên dùm. Khó phải không bác? Ừ. Được rồi, để con kéo bác đợi lên. Đợi bác lên coi. Trời ơi, già cả ăn cái gì mập thay như con heo vậy, mỡ không mà kéo lên không nổi luôn đây nè. Trời ơi, tao đâu phải cái đồng hồ rồi mày quay vậy? Dạ bắt nặng quá, bắt cảm đi thôi, giờ bắt tự xử giùm con đi, bắt nặng quá. Trời ơi. Ui cha. Nè, cô là ai? Dạ. Mà tự nhiên, ở đâu phóng ra đè tôi xuống vậy? Dạ, con xin giới thiệu với bác. Con chức vụ ở đây là Security.
Security má ơi. Dạ con thích cái chữ security, con gọi con quen rồi. Rồi dạ, con Kim Luân, y tá của Nursing Home. Cái gì? Dạ. Cô là y tá của Nursing Home này? Dạ. Hay quá trời ơi, y tá hả? Đúng. Dạ thưa bác, con là một y tá ở Nursing Home. Trời ơi, người ta nói y tá như mẹ hiền, sao cô giống mẹ mình vậy? Mẹ hiền hay mẹ mẹ hiền hay mẹ mình gì cả mẹ nó. Bây giờ con bận rồi, con xin phép bác con. Ê, khoan. Cô là y tá phải không? Dạ dạ dạ. Tôi có chuyện gấp lắm. Không, tôi không, có chuyện không. Bác không gấp bằng con đâu. Hả? Con xin phép bác cho con đi cái. Không. Không 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 không. Tôi có chuyện gấp mà. Không không, con gấp hơn bác nhiều. Con phải đi tìm, con phải đi tìm bác ơi. Tìm cái gì? Quan trọng lắm, con tìm cái này quan trọng, không tìm được là con bị trục xuất, coi như là con không có đi làm. Khỏi đi đâu. Nữa. Khỏi đi đâu. Dạ. Cái quan trọng nó nằm ngay đây. Hả? À, thấy không? Ủa? Đây tôi nói cho con nghe, cái túi này đó là tôi lấy được từ một bà già mà tôi nghi bà là ăn trộm. Tại vì á, cửa chánh mà không đi mà bà nhào, bà leo qua hàng rào. Bác ơi, bác, con đâu có tím ba cái đồ ăn trộm này đâu. Con đi tìm một bà lão đang bị bệnh tim già nua. Bây giờ bà đi ra ngoài khỏi Nursing Home này nè, bà lạc một cái là coi như là con bị mất cái chóp làm việc ở đây. Ủa? Con xin lỗi bác, con phải đi. Ủa sao? Sao thế? Không phải gì đâu. Hả? Sao bác? Hello. Bác. Hello honey. Oh. Long time no see. Cái gì vậy? Hai. Ba. Dạ. Trời. Trời ơi. Trời ơi. Nhỏ lớn là lần đầu tiên tôi thấy tình yêu đồng giới. Ghê quá. Ê con kia. Dạ. Mày nói gì đó? Hả? Dạ. Dạ con. Từ xưa giờ mày chưa thấy bóng già hả? Cái gì? Đi bay. Dạ, đi đi. Ê, cái gì vậy? Dạ, dạ. À. Trời ơi, dạ bác ơi, bóng thì con thấy rồi, nhưng mà cái dạng bóng muộn như bác nó là à, con chưa thấy. Ở Mỹ nha, dạ. Mỹ nó công nhận tình yêu đồng giới rồi nha. Dạ. Lạng hoạn tôi kiện cô đó, đi đi. Dạ, dạ, thôi xin phép bác con đi. Đi đi. Dạ, con đi nghe bác. Ê, đừng đi, đừng đi. Đi đi, đi im cho đi đi. Đi đi. Lạ quá. Trời ở trên. Đi đi. Dạ 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 con đi. Dạ cái dạng mà cái người đàn ông mà mặc quần chấm bi màu đỏ mới nhìn tưởng ông già Noel nhưng mà không phải. Ông là ai vậy? Cái tự nhiên nhào nhào đó ôm tôi. Tôi nè, tôi nè. Chủ nhân của cái giỏ. Ủa. Râu mọc lẻ vậy? Dẻ dẻ. Trời ơi, ông ơi, ông thông cảm. Tôi phải ra tôi lấy cái giỏ này. Tôi chuẩn bị cả năm rồi đó. Trời đất ơi, chuẩn bị cái gì trong này? Nhang đèn. Cái gì? Nhang đèn. Trời đất ơi, bà hết chuyện sao bà ăn trộm ba cái thứ rẻ tiền này vậy? Không phải, cái này đâu phải ăn trộm. Thứ sao? Tôi chuẩn bị đặng tôi về tôi đón giao thừa với con cháu tôi. Trời đất ơi, bà cũng rảnh quá. Đón giao thừa với con cháu thì kêu tụi nó tới rước mình về được rồi. Mắc mớ gì phải leo rào làm quan trọng quá. Có điện thoại rồi. Mà có đứa nào nó bắt máy đâu. Ủa sao vậy? Không biết nữa, không biết tụi nó có chuyện gì không nữa. Mà có con y tá đó tụi đâu có dám ra lấy. Tôi phải lấy với kỳ tôi dễ dễ cái râu lên. À. Trành tối trành sáng nó tưởng tôi là bóng. Hèn gì, bà làm sao mà nó tưởng tôi bóng luôn, kỳ thế bà. Thôi, ông thông cảm, đồ này cũng đồ của ông mà. Hồi nãy tôi lấy lộn cái vỏ ông đó. Ừ. Thôi, ủa mà sao ông vô đây chi vậy, ông đứng đây chi? À, tôi tính xin vô viện dưỡng lão này ở. À thì ra cũng là con đuổi vô đây vậy. Còn lâu. Không có đứa nào đuổi tôi vô được hết. Tôi chỉ bị nó lừa thôi. Còn cái nào mà lừa cha mẹ tụi mấy bà. Không lừa hả? À, nó bảo lãnh tôi qua đây 2 năm mà nó để tôi ở trong nhà. Ngày nào tôi cũng phải nhìn bốn bức tường xung quanh. Buồn thấy bà luôn. Thôi ông ơi. Ông vậy mà cũng đòi hỏi con cái quá đáng. Bây giờ nó đi làm còn tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền bill này nọ tùm lum tùm la. Không đi làm hai cha con ôm nhau chết đói hả? Nè. Bà nói vậy cũng đúng. Tôi nói bà nghe, con cái gì mà kỳ vậy? Tôi bị bệnh cả tuần lễ, nằm ở nhà, nó cũng không biết. Ông có nói cho nó biết không? Không. Ông nói cho biết, ông chết thì mày kệ mẹ ông cho rồi đi. Ông không nói cho nó biết được, nó còn phải đi làm mà. Bổn phận làm con thì nó phải biết chăm sóc cha mẹ, quan tâm. Tại sao tôi phải nói đó, nó mới biết hả? Quan tâm chăm sóc mình ngoài nói cho nó biết chứ. Cái này tại ông lì quá, ông không nói cho nó biết. Bởi vì ông vô đây là đúng rồi.
Nhưng mà ông vô đây á là tôi thấy ông là tầm bậy rồi đó. Bà nói vậy là sai, bà nói vậy là sai. Không. Vô đây á ít nhất mình có người nói chuyện, có người săn sóc, chăm lo cho mình. Còn hơ ở nhà không ai lo. Vô thử đi rồi biết. Tôi ở trong này mấy năm rồi tôi kinh nghiệm. Cái con mà hiền nhất là cái con hồi nãy đó. Còn tất cả là trên level của nó hết. Trên hết level là ấp ấp không, không có đào. Hiểu không? Con đó là hiền nhất mà tỉnh nhất ở trong cái nó trên hôm này đó. Ghê vậy? Vô thử đi rồi biết. Ê, xe buýt tới chưa? Chưa, nãy tôi mới tới à. Chắc có khoảng nửa tiếng nữa mới tới. Hey, thôi kệ, có ông ngồi nói chuyện cũng đỡ buồn. Tôi cũng đang chờ xe buýt đây. Nè, bà về thăm con cháu làm sao? Và tại sao bà muốn về thăm? Ôi. À, cúng vô thừa nó làm chi? Bà cúng trong nó sinh hôm này cũng được vậy. Ôi, nói vậy chứ về có mùi con cháu nó cũng vui hơn. Ồ. Chứ năm này về không biết sang năm có về nổi không. Đúng thành rồi. Thành ra tranh thủ được lúc nào hay lúc đó. Nhìn cái tướng bà vậy tôi nghĩ sang năm chắc đu dách thử nhang quá. Cha già mất nết. Du duyên. Yêu quá mà. Yêu thì yêu chứ. Làm gì đu dách thử nhang. Chờ đi có xe buýt là tôi về. Rồi ngồi chờ đi. Ê. Già ở đây không có con ở cháu buồn lắm ông ơi. Ông nên ở nhà. Thôi hỏi đi. Khổ quá. Chuyện của tôi biết tính rồi. Chuyện bà lo chuyện bà đi. Thì đây đang chờ xe buýt là về ăn đón giao thừa ăn Tết với mấy đứa. Chị Mừng gọi đại bàng đã leo lỏi luồng lách tìm bà già nhưng mà vẫn không thấy bà. Cái gì vậy? Cái gì nữa hả? Ngồi lại tư thế cũ. Đóng kịch thôi đó nha. Ê đừng có vuốt nhột. Hả? Nhột chồng làm. Chết lâu rồi nhột. Làm mà phải cho giống. Trời ơi, mình đi một vòng mấy chục phút quay lại mà Mần cũng chưa xong nữa trời. Trời ơi, cái gì mà già cả gì Mần lâu vậy trời. Anh yêu. Mơ. Em yêu anh lắm. Oh yeah. Lâu vẫn không gặp. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ôi, tôi tới đó thôi, tới đó thôi. Không lên cái nữa giả rớt răng liền. Trời ơi, trời ơi. Không ngờ hai ông già này ổng có nhiều kiểu lạ dễ sợ luôn á. Trời ơi. Trời ơi, già mà còn chơi cái màn đá lửa. Ủa lạ quá. Ông hùng cái giống ôm gì vậy? Ý, thôi mình rảnh. Mình ra mình giải lao, mình coi cine đi. Trời ơi. Mẹ rồi nó ngồi luôn rồi. Thôi ráng đi, ráng đi. Hình ảnh rõ nét, âm thanh trung thực. Oh yeah. Cái con quỷ. À, dạ. Mày coi phim trả tiền hả mày? Ủa con tưởng coi free. Còn lâu, ai rảnh là đóng free cho mày coi. Dạ. Vậy nhiêu tiền vé ba? 10 đô. Để anh coi coi. Trời ơi, nói giá chi vậy? Để cho nó đi đi. Con còn đô coi được bác. Cái gì? Có đô hả? Một đô hả? Dạ. Cho bà coi khúc cuối thôi nha. Dạ. Rồi hết rồi đó. Hả? Trời ơi. Dạ, bởi vì cái gì cũng nhanh. Hả? Cái như gà, cái xong à. Khúc cuối mà đòi hỏi gì nữa mày? Tao mày đi đi mày ơi. Trời ơi. Trời ơi. Bác. Bác con dặn bác nghe nè. Phim vui đó. Nhưng mà hả, con dặn bác mai mốt bác có làm ba cái chuyện này á, bác vô ở trong á, bác làm nó kín đáo. Chứ ở ngoài này gió máy lắm mà trời tuyết nó xuống một cái là đang làm cái nó cứng hàm luôn á. Mà tuyết nó xuống cái là dán sao đóng băng y chang rồi á. Mày đi đi mày ơi. Dạ. Con đi không được bác ơi. Mình quý là phải sợ. Mình phải ôm âu yếm như vậy cho cả thế giới biết tình yêu của chúng ta chứ. Yeah. Oh yeah. Yes. Oh my god. God. Mới vừa nói cái gì vậy? Mới vừa nói ôm để cho biết cái gì vậy? Để cho cả thế giới này biết hai đứa tao yêu nhau tình yêu đồng giới. Oh my god. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Cái gì? Có biết làm như vậy tôi đau lắm không? Quay lại đây. Ê, ông nè. Trời ơi, tại sao quên ổng? Con kẹp nhi hả? Ê, trời ơi. Kẹp nhi dám bỏ tôi. Cái gì? Dám bỏ tôi không có được quên ổng. Trời ơi, mày... đứng lại. Không dám, trời ơi, quên mày luôn. Trời ơi, không dám cái gì vậy? Mày luôn. Đứng lại. Mày là người yêu ổng hả? Đứng lại. Quên mày luôn. Ông dám không nội? Ba tôi đó. Ba. Đứng lại. Trời ơi, lần đầu tiên coi được phim tập 2, bóng hỗn hợp. Mày im đi.
không phải con quỷ. Trời ơi, ba. Ba ơi. Con ơi. Con không nghĩ luôn thôi. Tự nhiên cái hồi nào đến giờ ba không sao. Rước ba qua đây được 2 năm cái ba đổ bóng. Già rồi đổ bóng, tao gọi là bóng xế chiều tà đó ba. Ủa anh? Không có. Ủa anh, vậy nãy giờ đây ba anh đó hả? Ba tôi tự nhiên không làm gì hết. Viết cái tâm thư dài thòn để ở nhà, nói với tôi là tôi tệ bạc, thì ra là kiếm cớ cuốn gói bỏ nhà theo trai. Anh ơi, anh đừng có buồn. Nhiều người vậy đó anh ơi, lúc trẻ người ta bình thường, mà lúc già người ta lòi bóng. Cái đó gọi là bóng muộn đó anh. Bác tránh ra đi. Em làm, trời ơi mới nãy đó. Trời ơi, hai người này... già như vậy nè. Rảnh quá, mà ngồi quá như vậy nè, đó. Coi nè, khung nè. Giống như là ăn xương vậy đó. Em ngồi ra em coi tới đâu mà tao nói em dưỡng da gà mà em tới đó luôn. Tôi biết ba tôi làm thấy ghê không chứ cô thấy ghê. Trời, cô con gái mà sao cô thấy ghê vậy? Dạ tại vì em coi phim sao rồi em. Ba nỡ nào ba ra ngoài đường ba bôi tro trét trấu vô mặt con vậy ba? Trời ơi, có bôi cái gì đâu, có hai đứa tao tự bôi nước miếng cho nhau thôi hả? Ông im đi. Ông quen ba tôi từ hồi nào? Ông nói cho tôi biết. Thôi con của ông như vậy rồi chúng ta chia tay. Ông không có được đi đâu hết, ông phải ở đây chạy tới rồi ông không có được đi tới rồi. Trời ơi, tóc dài mà để đâu nữa? Sao mày vô duyên vậy? Ca sĩ cũng có người để tóc dài mà cũng để râu đó sao? Quá ra là bà bác phải không? Bà bác bỏ trốn mà bây giờ bác vẽ râu lên con nhìn không ra. Đúng không? Chị Mừng gọi đại bàng. Con bắt được bà lão rồi. Tôi đừng chị Mừng đại bàng gì hết. Dạ. Tôi lại cô. Cô cho tôi về. Tôi về tôi cũng giao thừa với con cháu tôi đêm nay đi cô. Nhưng mà không được bác ơi, bác phải ở lại đây. Không, xe buýt đi rồi kìa. Không, xe buýt đi rồi. Xe buýt bây giờ chiếc cuốn rồi. Xe buýt đến là bác cũng không đi được. Trời, bác phải về đi tôi lại cô mà. Cô tôi lại bác. Bác phải ở lại đây. Bác già cả rồi. Bác đi lỡ bác có chuyện gì là con bị bệnh, là con bị đuổi việc. Không có sao đâu, cho tôi về đi một đêm nay thôi. Chỉ một đêm nay tôi cũng giao thừa xong mai tôi qua lại liền. Con đã nói với bác là không được. Yên lại đi. Nè, khoan. Bây giờ có chuyện có ai cho tôi hiểu được chút xíu vậy không? Tôi mới vừa tới tự nhiên nói ba tôi lãng bóng già xong giờ lòi ra bà này là bà lão bắt bớ vụ gì nữa là làm sao? Thì là câu chuyện gì nè, tôi kể cho anh nghe. Bà lão đây á, là bà ở trong cái nursing home mấy năm nay rồi mà bây giờ bà bị bệnh tim yếu dữ lắm mà cứ lén lút tính trốn đi về để ăn Tết không à, mà không có đi được, bệnh viện người ta không có cho sao đây... được. Nè cô y tá, tôi nói cô biết nha, cô có trái tim không hả? Cái bà này á, bà chỉ cần xin cô về có một đêm thôi để cúng giao thừa với con cháu bà. Gì mà cô không cho. Năm nay á, bà còn sức khỏe. Biết đâu năm tới, bà không còn đủ sức đi. Lúc đó cũng muốn cho, cũng bằng thừa. Lại cô bà cho tôi đi một đêm này thôi. Bà ơi, thực sự là con cũng muốn cho bà đi lắm. Nhưng mà cả gia đình của bà đi nghỉ vào cây sành rồi. Vacation. Gì mà nói được. Mất dạy. Sao tự nhiên ba chửi con? Vacation đi không luôn. Sao không đem cha mẹ theo? Con có đem bà đi được đâu. Bà đâu phải mẹ con đâu. Con tới rước ba mà. Tao chửi có chửi mày. Tao chửi con hả ba? Dạ. Thì con cũng nói sao không cho bà đi. Bác đi mà gia đình gửi email nói là bằng mọi cách phải giữ bà lại. Tại nếu mà đưa bà đi như vậy thì cũng rất là phiền phức. Phiền phức cái gì? Cha mẹ mày phiền phức cái gì? Hả? Đi cái xanh thôi mà. Đi nó mà không được. Bây giờ đem chờ đi theo có sao đâu. Dạ. Bác gặp con của bà. Cái gì? Chửi đi con đâu phải. Bà nó cũng về mày. Dạ con chỉ security với y tá thôi mà. Con đâu có trách nhiệm nữa đâu. Con chỉ trách nhiệm giữ bà lại thôi. Ông không có được chửi con tôi. Sao không được chửi? Thì nó làm lụng cực khổ cả năm trời. Cũng phải cho vợ chồng nó đi chơi chứ. Mình già rồi, đi theo chi cho khó khăn con cháu. Rồi nó không được tự do. Bà đừng có binh. Bà binh vậy là bà binh sai rồi. Sai cái gì? Con cái nó có thể bỏ cha mẹ, nhưng cha mẹ không thể nào bỏ con cái được.
Thôi, tôi cũng giao thừa ở đây cũng được. Tôi khỏi gì à? Mình đi vô đi cô. Khoan đã bác. Cô y tá. Cô y tá. Cô ra đây. Cô đi ra đây. Tôi bữa nay là tôi tới để tôi rước ba tôi về. Tại ba tôi viết trong thơ nói là tới xin vô nursing home ở. Mà tôi thì tôi không hề muốn ba tôi vô nursing home một chút nào hết trơn á. Thì tới đây tôi mới gặp trường hợp của bà lão như vậy nè. Không ấy cô cho bà lão về nhà tôi đón giao thừa với nhà tôi một ngày thôi. Ngày mai tôi trở lại cho bà lão có không khí gia đình một đêm thôi mà. Mất dạy. Sao chửi hoài vậy? Tao nói là bữa nay mày không còn mất dạy nữa. Mày mới là con của tao đó. Ôi, ba không hổ danh là tài bánh tráng ha. Lật 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 ha. Lật cái gì? Giả mày chết cha bây giờ. Lật cái gì? Dạ con cũng thấy. Ý nó hay. Dạ anh nói đúng á bác. Vậy sao? Mặt vậy mà không ngờ bác tính hai mặt ghê á. Bánh nè. Dạ. Vậy cho bác về đón giao thừa con. Dạ bác về với nhà con đi. Ông anh cho tôi về đón giao thừa nhà ông anh cho có không khí gia đình được không? No problem. Hả? Dạ ba con nói là không có thành vấn đề. Dạ vậy thôi. Cảm ơn. Nhưng dạ, mà khoan. Con quyết định là cho bà về đó. Khoan. Dạ. Còn một chuyện tôi hỏi mày. Dạ. Nhà có hai phòng thôi. Dạ. Mày ở một phòng, tao ở một phòng. Dạ. Bà về, bà ở về. Ở với bà. Chứ không lẽ qua ở nhà con phòng con. Mất dạy. Sao chửi hoài vậy? Mày nói đúng ý tao quá. Con nói thiệt với bác, con ở với ba con 30 năm mà tâm lý ba con khó dò lắm. Khó lắm. Chắc là lia thia quen chậu. Hồi nay ông quen cái chậu ở đằng này rồi đó. Vậy bây giờ đi con dắt bác ra xe. Rồi cái giỏ của ba con nữa. Đây nè. Về lẹ đi để tuyết. Thôi tôi đi nghe cô y tá. Dạ. Cảm ơn cô nhiều nghe. Cảm ơn cô y tá. Dạ dạ thôi đi. Đường đường này, xe con để bên này. Ủa đâu? Đúng rồi, xe con bên này. Dạ. Khoan. Bác ơi, bác đi. Ủa có mèo kêu đâu vậy? Không phải, nó khóc. Con khóc đó. Cái gì khóc vậy? Thì bác đi một bữa rồi bác về mà. Con vẫn chăm sóc bác như ngày xưa. Dạ, con biết mà. Chứ sao con khóc? Sao? Nhưng mà con khóc, cái này là con khóc cái hoàn cảnh của con. Hoàn cảnh mày sao? Dạ, con vô cái nursing home này con làm việc là cũng xuất thân vì con mồ côi cha, mồ côi mẹ. Bây giờ lớn lên, gái ế chồng vẫn còn nguyên cô độc. Giờ bác đi rồi. Hôm nay giao thừa con cũng được nghỉ vacation mà không biết đi về đâu. Anh ơi, hay anh dắt em về nhà anh. Em đón giao thừa cho vui, chung nhà, chung cửa được không anh? Chết cha, bác ơi, ba con mua trâu được nghe rồi kìa. Thì đừng có bậy nha. Thì nói với ai vậy? Dạ, con... Ủa, nãy giờ con ghé bờ vai bác hả? Ừ. Vì ảnh đâu rồi bác? Bên kia kìa bà nội. Ôi, dạ, con sorry bác lộn bờ vai. Hèn gì thấy cái vai nó hơi sệ nhão nhão. Anh. Hả? Cái ý lúc nãy mà nết đã chuyển tải rồi đó. Anh có nghe không? Anh có thể cho em về em chung đón giao thừa rồi em chăm sóc hai bác. Em không có lấy tiền babysit được không anh? Ấy ơi nói thôi chứ đừng dựa bờ vai này 30 năm chưa có ai dựa đấy ấy ạ. Khoan. Dạ thôi tự dựa. Để tôi họp gia đình tôi chút ba. Chuyện gì? Bây giờ tình hình vậy. Bà y tá này bà xin về ba thấy sao? Không, để tao quyết định. Bây giờ tôi có quyền hơn ông. Để tôi quyết định với nó. Tôi rồi. Quyết định với con trai mình. Nhanh không? Thấy tôi nhanh không? Quyết định nhanh nhanh nè bác. Bà nhanh như quả tiễn vậy. Biết rồi. Dạ. Nhanh bác. Như quả tiễn gì. Nè, cho nó về luôn đi. Sẵn nó chăm sóc bác, chăm sóc ba con. Trời cho ơi. Nó về đón giao thừa. Bác cái nhà con như cái trại tế bần vậy đó hả? Mày nói quá mẹ ơi. Nhưng mà cái chuyện mà đón giao thừa, cái chuyện cúng là quan trọng. Mà cái hậu là sau khi cái cúng á. Là sao? Nhà có hai phòng à, ba với bác ở chung phòng. Rồi bà về bà ở đâu? Ở phòng mày. Ồ thế à? Phải quá rồi, cái gì phải quá. Giả bộ. Em thấy bác đưa cái ý kiến cũng đúng đó. Hai bác ở chung phòng, em nhanh ở chung phòng cũng như không à. Mà tao nhắc nha, con này nó kẹp dữ lắm á. Dạ, tại em làm security mà em kẹp với em nhúng dữ lắm. Trong này là nó là dữ dằn nhất đó. Dạ. Không sao, kẹp từ từ con kẹp lại. Vậy bây giờ á, ủa, thôi mình đi luôn. Khoan, dạ. Phải báo về trong nó. Đây, bác,
bắt đội đó để con giải quyết. Gì nữa vậy? Chị Mừng gọi đại bàng, chị Mừng gọi đại bàng. Trời ơi, đã tìm thấy được bà lão nhưng mà con y tá mất mẹ nó rồi. Vậy thôi hả? Giờ đi, đi đó giờ mày nha. Trời ơi. Tám ơi, Tám Kim ơi. Chị Kim. Ai vậy? Có nhà không? Trời ai đó? Chị nè. Tôi đây. Trời ơi, sáng sớm mà năm chỉ đi tìm Kim chi sớm mà. Ôi, rảnh không có gì làm tính kiếm Kim xỏ chỉ chơi mà. Nè nè, đừng có nói cái giọng đó nghe. Tôi ghét cái thứ chơi chữ đó nghe. Mà nói xin lỗi ông anh tìm lộn Kim rồi. Cái Kim này tích đích mẹ nó rồi. Không có xỏ được đâu cưng ơi. Chị nói sao vậy? Chị đang làm gì trong nhà vậy? Đang may đồ. May đồ phải chị lấy chỉ xỏ Kim không? Thấy không? Ý tôi là vậy đó. Ai biết cái mặt ông Giang thấy mẹ. À, bữa nay tôi qua đây thăm chị. À. Với lại có đem chị cái này nè. Cái gì đây? Bảo đảm chị thấy là chị cái mê. Lần nào qua cũng quà cáp hết trơn trọi vậy anh. Ừ, bảo đảm chị thấy chị mê liền. Cái đó. Gì đây? À. Qua tờ mê lồn. Qua tờ. Quá. Cái gì ông nội? Cái gì? Đưa cái gì vậy? Watermelon. Cái nước gì gớm vậy? Nước gì gớm? Đưa coi, cái này làm sao, à, cái này ông thích chứ tôi đâu có thích. Water là nước nè, melon, nước melon mà, nước melon tôi uống đâu có được, nó xuống máu ông ơi. Cái gì melon? Đây là dưa hấu. Mà tiếng Anh ta đọc là watermelon. Tôi nói cái melon còn đỡ, ông thêm cái dấu vô cái ớn ờn không? Cái chữ nào nó viết mẹ ghi chữ dưa hấu nó đẹp hơn chết rồi, quá trời nghe. Cái gom. Bà nó có đầu óc bà không nào, ông nghĩ bậy bạ không à? Ờ, cái đó ông uống thì tôi không dám uống à. Mấy đứa nhỏ đâu rồi? Nó đi làm hết rồi anh ơi. Vậy sao hổng rồi chị không có đi đâu chơi sao? Thôi, đi bị thấp khớp, đi ra đường đi mệt quá, không đi nổi. Tôi nói chị nghe, mình qua đây á, ở nhà hoài không có tốt đâu. Giống như tôi nè, thấy không? Già từng tuổi này á, mà vẫn còn đi nhảy đầm exercise. Thấy không? Chị phải đi ra đập nhảy đầm cho thể thao cho nó vui. Không, nói anh đừng cười tôi chứ nhảy cái kia tôi không nhảy nổi thì nhảy đầm. Nhảy gì? Thể dục dưỡng sinh đó. Bỏ lâu rồi. Thôi, nếu mà chị nói vậy thôi thì thiệt là tiếc quá đi. Sao vậy? Kỳ này Thúy Nga có tổ chức cái gì đó gọi là nhảy security gì đó. Thôi chuyển chọn security hả? Anh đàn ông anh làm cho tôi làm gì? Stability. Là gì? Là những người nổi tiếng á. Thì nói mẹ nổi tiếng cho rồi stability ai biết đâu mà tôi mới qua mà tới dùng cái trừ từ chi ác ôn nghĩ không biết. Nhưng mà vậy sao không tôi không nhảy được đâu, anh đi tìm người khác đi, tôi nhảy rồi mất công tôi với anh biết lòng. Là gì biết lòng, chỗ tị với tôi mà quen tôi nói thì chính cái chỗ quen biết tôi mới sợ biết lòng. Tôi có gì nó biết lòng. Đỡ vậy. Ừ. Đó nghĩ sao nhảy mà không nhìn mặt thằng anh mà nhìn cái gì không? À, tôi nhảy mà tôi không nhìn mặt thằng anh mà tôi nhìn mặt thôi thôi ghê á. Chị bị gì vậy? Tôi bị thấp khớp. Thấp khớp đứng thẳng được hả? Không được. Trời ơi tiếc quá. Vậy kỳ này không biết làm sao mà anh. Ôi, quyết định đi thi cho Thúy Nga hả? Ờ, giải thưởng lớn lắm. Nghe thi Thúy Nga tôi cũng tỉnh táo lên liền. Nhưng yên tâm đi, nếu anh đi thi tôi sẽ gửi anh. Cái gì? Tôi quen hết. Sao vậy? Thúy Nga là ruột của tôi mà. Tôi sẽ viết cái giấy giới thiệu cho anh. Anh tới anh chưa thi người ta chấm anh đậu rồi. Chờ tôi đi nghe không? Chờ tôi nghe không? À lẹ nha. Chờ tôi chút đi. Không ngờ bà bị nặng dữ vậy ta. Hồi xưa đâu có lưng đâu có dữ vậy. Nhưng mà kệ. Bà này mình nghe đồn là bà hồi xưa bà cũng đã nhảy đầm rất là giỏi. Ráng coi coi bà làm cái gì đây. Xong chưa chị? Chị ơi, xong chưa? Chờ tôi chút.
Ừ, chạy lên nha. Đi ra đằng trước. Cái bộ bà ba kia tôi cho anh đi đằng sau được, cái bộ này phải cho đi đằng trước. Đi đằng sau ông đĩa hàng tôi hả? Thôi bà, đừng có nằm mơ. Cái hàng là ai thèm đĩa. Giờ làm sao? Bây giờ muốn nhảy phải không? Anh đu tới đâu tôi đu tới đó à. Thi cho ai chứ thi cho Thúy Nga là quốc à. Tại vì tôi coi nhạc Thúy Nga hàng ngày mà coi nó trẻ ra nè. Rồi rồi, giờ tôi chị tập nhảy nha. Trời, anh mai bộ đồ giống đấu bò quá ha. Đừng nói tôi để làm con bò cho anh đấu nha anh. Chết à, không được. Đây. Trời ơi, romantic quá. Cái này cầm làm gì? Ngậm vô, mình tập nhảy. Ngậm hả? Ngậm gì cốt vậy bà? Người ta còn trẻ, người ta còn có răng, người ta cắn tôi ngậm cái nú không ông nội. Bây giờ có nhảy là không? Nhảy, ngậm vô đi. Nhảy thì mở nhạc lên coi. Bắt đầu nha. Rồi. Giờ nó vậy mẹ trước coi. À quên quên nè, quẹo quẹo cái chân lại, quẹo quẹo lại đó. Yep. Ghê quá. Vô coi. Trời ơi, sao nặng quá vậy bà? Mới mập lên mà. Trời ơi, chơi nhạc này hát tôi chơi luôn với ông à. Bà làm cái gì vậy? Đấu bò. Có bò hả? Không phải hả? Làm cái thuốc bò bà. Ờ tao bỏ bỏ bỏ. Nhảy tiếp hả? Đi. Woo. Đây. Woo. Trời là những trôi ngày sầu lo. Tình là những bên mơ mộng mơ. Ôi trời ơi, sao ông không đưa tôi vậy vậy? Ôi, thấy sao tôi đưa? Bà nhảy tục lắm mà. Thôi đứng lại. Ông nhảy ra qua coi. Đây nè. Lát nè. Khi yêu nhau tuy xa mà gần. Cớ sao hãy sống cho tình yêu, sống trong mong anh khi tôi còn xa. Lòn hát, lòn hát. Hả? Lòn hát. Đỡ nổi không? Đỡ không. Không nổi. Đỡ. Không nổi đâu. Trời ơi, cười lên đi. Cười lên. Cười làm gì? Hả? Tôi mệt bà quá. Tôi kêu bà chui qua đây. Chàng quá húi. Không. Tôi biết rồi, nhưng mà ông đỡ không nổi. Ví dụ như người ta thọt vô vậy, phải có người đỡ cho nổi. Ông đỡ không nổi, ông bỏ tôi vô, bật gọng tôi chết sao? Thôi bò mẹ ra vậy chắc ăn hơn. Mình già rồi mà. Ông đu làm sao lợi thì dân rồi Tuấn Hùng phải không? Nhưng mà mình có cái giải lão niên, hiểu không? Có giải đó thì được. Sao? Tôi nói ông nghe nè. Sao tôi thấy kỳ này nha. Ban giám khảo chấm toàn nhạc quê hương được điểm cao không? Vậy. 40-40 là Hương Thủy với Hương Lan. Lát nữa tôi đi thi tôi không lấy tên Kim, tôi đổi tên Hương luôn. Hương. Hương Hồn. Tên thi gớm quá vậy bà ơi. Đó thì vậy đó, Nguyễn Cao Kỳ Duyên sẽ lên giới thiệu sau đây là sự xuất hiện đi thi của Hương Hồn à. Thôi bây giờ về nè. Hả? Dầu gì tại bữa nay mình mới tập, mình chưa có nhiễm. Bây giờ đi về nhà tôi đi. Rau rau. Rồi tôi tập thêm cho bà đồng chí thi. Rau rau. Nè, tôi hỏi bà nè. Bà có quen biết ai trong cái nhà không? Yên tâm đi. Tôi đi thi là có người chống lưng rồi. Hả? Ai vậy? Nguyễn Hưng. Bà con thân với tôi lắm.
thân không? Rất gần. Gần cỡ nào? Chị vợ của thằng em rể thằng bạn tôi là có coi băng Nguyễn Hưng rồi. Nói lại. Chị vợ của thằng em rể bà bạn tôi là có coi đĩa của Nguyễn Hưng rồi. Gần không? Thấy gần không? Gần quá. Nó sát cái tivi mà. Tôi nói thiệt với bà nha, từ đây mà tôi chạy ra tiệm thứ Nga tôi mua dĩa Nguyễn Hưng còn lẹ hơn bà đó. Trời ơi, gần gì mà gần kỳ cục vậy bà? Có gì đâu thì tôi nói vậy thôi. Nhưng mà mình đi thi á, là ăn thua là cái khả năng của mình. Đúng. Có nhiều thì nhiều. Ừ. Được chưa? Rồi, bây giờ đi. Rồi đi. Lấy cho tôi cái cây gậy coi. Chi vậy? Rồi, tôi thấp khớp, tôi đứng hầu tôi mệt ông ơi. Để tôi xếp cái ba đì lại tôi đi dễ đi hơn. Trả về vị trí cũ. Yêu cầu ông đi trước nha, ông đừng đi sau, ông đĩa hàng tôi hoài nghe ông nội. Đi ngõ này nè bà. Đi ngõ này hả? À. À thôi đi nha, em đi ơi, em đi ơi.